Wow, bình bát. Đó, có mấy cây bình bát luôn. Ăn ra trái. Giờ ít đứa nào tắm xong. Xong rồi mấy trái bình bát thì nó quằn hết rồi. Nãy giờ năm mấy mà giờ này mới phát hành. Quên. Quên phát hành. Cái này gặp nhà mà kêu đi mua bông. Mấy bữa đi Đây. làm chạy cạch cạch đi mua bông. Nay mùng 7 không không đẹp. Tự nhiên mình nhớ vậy thôi. Quên thôi chứ nhớ ô bữa nay mùng 7. Mùng 5, mùng 7, 23 vậy đó. Hạn chế ra đường. Thì quên quên thôi nhớ rồi, giống như ngày rằm quên thôi chứ nhớ là ăn tương. Hả? Bà đi chợ á, chơi bán bánh xèo bữa mùng năm đắt quá kìa. Wow. Chạy về mấy anh của hồn các đảng ăn mùng năm. Sao vậy? Nó tông vô cái lá lách gian gì dập hết trơn. Ở đâu một? Nhà nó ở đâu có dính vậy. Wow. Ở dưới dưới đây, trên đường đi về Gì hả? á. Giờ Bởi chiều vậy. thôi rồi sáng Bởi vậy thiệt mà tình. nghèo mà lao động chính nữa, lao động chính bị thương rồi ai đâu làm, giờ để phiên tiền cho lao động chính trị bệnh. Wow, bởi vì khổ chưa? Bán đắt vô tiền mà mắc. Bữa mình năm nó bán chưa bằng con, mà nó con Chắc nó bán bánh ổn xèo chứ không ông? bánh xèo, Wow. bánh xèo mình năm bà Đúng đổ rồi. mất tiền. Bánh xèo thì khỏi nói rồi. Ủa mấy bụi bông trang của mỏ biếu đâu hết rồi. Bảy ba nhỏ trên rồi nó lên cậu hết Rồi trơn. 10 năm về trước trang không có ai ngó ngàng Ở cái đường mà mình giờ. đi Cưng dễ sợ. đường mình đi lớp vỏ mén quá hết trà bông luôn mén. À, giờ tới nỗi mà cây bông nào đẹp mà có giá là nó chôm liền chứ vậy. Chứ không phải Đâu như qua ngày bằng đường xưa. rồi là mở trồng hết, trồng bông lại, trồng xương rồng xương tụ đồ bán cho mà dân nó kêu trồng. Ừ, trồng cho đẹp bán Nó nói luôn. mụ trồng đi con lấy ở xe đét đó, nữa mụ trồng con lấy cô mụ đó Ừ, không biết chăm sóc nè. đâu có gì từ từ được chứ ông ơi. Chú Tư Lùng nói gì không chú Tư? Qua phỏng vấn chú Tư Lùng coi. Ăn cơm Dám hỏi coi chuyện lên chú Tư Lùng ăn cơm gì gì không? nè? Nay má bỏ nhà mình không biết ăn cơm cái gì đây. Sáng giờ nằm thấy buồn nằm vào vào giỏng không đi đâu kìa. Giữ nhà thúi Mới lắm nha. mới lú ra đi đó. Ở đó thì xuống sông, xong lên nhà mợ kêu lại đây chơi đó. Mợ ngoắt lại, mợ làm bộ, mợ ngoắt lại hỏi chuyện này chuyện kia lại đó. Đó, chú Thấy Tư đó đó. chạy xuống sông, chạy lên. Cậu Tư Lùm. Giao cho ông Cao với rồi ông Cao qua với thằng Lùng coi nhà là chắc chắn gì vậy. Chắc ăn luôn. Ông Chắc Cao có hiện ăn. qua ngồi góc mít đó đó.